Ở trước mặt các bạn là ngã ba Ông Thọ các bạn. Tức là đường Hùng Vương á, tức là Trần Đạo đi thẳng lên qua cầu Đôi các bạn. Là tới cái đường rẽ qua chợ Vinh các bạn, đi đường đi Tuy Phước á. Thì chỗ đây là ngã ba Ông Thọ. Đây là đường Hùng Vương ở dưới cầu Đôi đi lên. Cầu Đôi đi lên đây khoảng cỡ 300 mét thôi. Thì hôm nay mình sẽ đi qua đường bên tay phải nha các bạn. Con đường bên tay phải là cái đường cũng xưa rồi. Mà hồi xưa mình không biết là đặt tên gì. Bữa nay là người ta đặt tên là Đào Tấn các bạn. Con đường đây là con đường xưa đi lên hướng về Tuy Phước. Mà bây giờ Đào Tấn thì nó sẽ tới hết cái ranh giới của Quy Nhơn rồi các bạn. Tức là nó tới khoảng cầu số 8 đó các bạn. Đi lên một xíu nữa, đi lên khoảng 500 mét nữa là hết cái đường Đào Tấn. Thì con đường đó nó vẫn còn dài các bạn, nó dài ra lên tới cầu Bà Di lần á. Nhưng mà tới Đào Tấn thì chỉ tới cái ranh giới tới thành phố Quy Nhơn thôi, hết thành phố Quy Nhơn thôi. Thì mình sẽ đi, hôm nay mình đưa các bạn đi cái đường Đào Tấn đó, tham quan Đào Tấn. Bây giờ mình đi nè. Cái ngã ba Ông Thọ đây là người ta mới làm lại nó khang trang các bạn. Hồi xưa không có mấy cái bùng binh đây. Bữa nay xe cộ nói chung lên xuống đi qua cái ngã ba này cũng đông các bạn. Tại vì nó có khu công nghiệp Phú Tài á. Ở dưới cảng họ đi lên, họ xe lớn hay đi đường đây. Còn cái đường bên quốc lộ 19 kia là đi Gia Lai là chính rồi. Hay đi mấy cái vô khu công nghiệp Võ Thị Sáu á, nó đi đường bên kia, đường đi qua cầu Hòa Thanh á. Còn cái đường này thì mấy xe lớn này nó đi lên khu công nghiệp Phú Tài các bạn. Đây là mình rẽ qua phía tay phải này là đường Đào Tấn các bạn. Đây số 1 Đào Tấn này. Bắt đầu nè, số 1 nè, số 3 nè. Cái đường này hồi xưa nó nhỏ lắm mà, nó nửa đường đây à. Mà đường mình nhớ là mình biết là hình như nó có từ thời Pháp thuộc đó mà. Yamaha Nhơn. Nhơn Yamaha Nhơn phát triển lắm rồi. Chỗ Quy Nhơn là nổi tiếng đó. Mà chủ mới mất rồi. Đây cây xăng Trung Hậu. Ở đây có mấy cái bức tượng này. Đây có mấy anh đưa là có cái anh gì anh làm tượng à. Đây là mình sắp tới một cái cầu nữa bạn. Sắp tới là có một cái cầu. Cái cầu đó là mấy bữa mình tưởng cầu Chợ Vinh nhưng mà không phải. Cầu Chợ Vinh là cái đường ngoài kia mà đường Hùng Vương kìa. Còn đường Đào Tấn đây là cái cầu đây. Mấy bữa mình tưởng là cầu Chợ Vinh mà không phải, nó không có tên các bạn. Mình đi ngang nhìn không thấy cái tên cầu. Cầu này nhỏ. Mấy bữa mình cũng kêu cầu Chợ Vinh. Đây ủy ban Nhân Bình, phường Nhân Bình. Tới cái chỗ đầu cầu đây là có một cái ngã rẽ qua bên tay trái á, là đi qua cái đường Hùng Vương. Đó là đi qua cái ga Chợ Vinh xưa mà. Bây giờ là hợp tác xã xe buýt.
đây cái cầu đây mà. Cầu đây vị trí nó nằm hơi bị xiên các bạn. Nó hơi bị xiên qua cua, qua một đoạn cua thì nó thấy chỗ đây đi hơi nguy hiểm. Không thấy cái tên cầu, cầu ngắn khoảng cỡ 20 mét. Không thấy tên cầu, tên đường. Đây là chợ Vinh cũ các bạn. Đây là mình tới quay cái đường đi vô chợ Vinh cũ. Bây giờ người ta hóa giá đất đai làm khu dân cư, người ta dời cái chợ Vinh cũ đi mất rồi. Đây cái đường đi vào chợ Vinh cũ đây mà. Bây giờ trong đây thành khu dân cư rồi, người ta hóa giá hết rồi. Chợ Vinh cũ là nằm ở đoạn đây mà. Đó. Có mấy cái nhà đây còn chưa còn. Đây có cái đình, cái miếu gì đây này. Lâu đó, cái đường này vô chợ Vinh cũ mà. Miếu này không thấy cái tên luôn mà. Miếu này lâu rồi, mình thấy không biết là thấy lâu rồi. Đó, mấy cái đường hẻm đây là đi vô chợ Vinh cũ mà. Chợ Vinh nó nằm sâu trên dãy nhà đây nè. Bây giờ người ta dời lên cách đây khoảng 500 mét, cây số vậy mà. Bữa nay trên chợ Vinh cũng có đèn xanh đỏ rồi mà. Chỗ đây người ta mở cái đường rộng ra và dời cái cổng trường đi qua phía kia các bạn. Cái hồi xưa có trường Nhân Bình nằm đây. Giờ ta dời đi rồi. Ta giải tỏa một cái đoạn đây đó, trường Nhân Bình bên đó mà. Mở cổng trường đi qua phía sau á. Còn phía đây người ta mở một con đường đi vô chợ mà, chợ mới á. À, thông qua bên đây là cái đường đây đi ra lại đường Hùng Vương thôi mà. Đi lên lại đường Hùng Vương, đường tên gì mình không rành lắm. Còn đây là đường Đào Tấn. Đây là ngã tư xanh đèn đỏ ở chợ Vinh nữa. Cái con đường đây là hồi xưa có một thời gian mình lên dạy ở trên đây các bạn. Dạy trên cầu số 8 á. Thành ra cái đường này cũng là kỷ niệm đây. Một thời đi dạy sáng là mua mấy điếu thuốc Thăng Long đó. Hồi đó có Thăng Long hút là nhất rồi. Rồi hai anh em rủ nhau, bạn bè rủ nhau đạp xe đạp. Trời hơi mưa mà. Thôi mình chắc mình dừng đèn xíu rồi tí mình quay tiếp. Mưa giờ mình đi tiếp các bạn. Nói chung là mưa mây thôi. Lâu lâu nó mưa xíu. Chỗ này không có mưa nhiều. Đây là đường đi vô chợ Vinh mới nha mà. Đây chị, người ta tráng nhựa là đẹp ra, mới tráng nhựa. Hôm trước mình có quay cái chợ Vinh mới rồi. Cái đoạn đường đây các bạn biết hồi xưa là nó mưa rồi nó hay lầy lội lắm mà. Đường nó xuống cấp á. Hồi xưa mình đi xe đạp là có mấy cái đoạn đây là phải đi vòng vèo nước nó lộng giữa đường mà nó sình lầy lum. Sắp tới là cái đường đi vào trường cao đẳng các bạn, cao đẳng mới á. À, trường Đại học Quang Trung, xin lỗi. Trường Đại học Quang Trung mới các bạn. Hồi xưa là nằm ở trường Trinh Vương, ở đường Trần Hưng Đạo. Bây giờ là trường Đại học Quang Trung đó dời lên đây các bạn. Nhường cái trường đó lại cho bên trường cao đẳng y tế. Mình đi tới cầu mới các bạn. Dài 59 mét. Nằm ở trước trường Đại học Quang Trung. À,
như mà trường mới có cái bức tượng mà Quang Trung thấy cũng giống như dưới công viên Quang Trung mà giống giống như cái tượng đó là mới á. Đây cửa hàng xăng dầu Sáu Vũ, cái này cửa hàng này cũng lâu rồi, cũng nổi tiếng. Hồi trước mình dạy trên cầu số 8 mà. Cái số 7, số 8 đây là không biết người ta căn cứ vào km hay là cái gì mà mình sao không thấy, không nghe đó cầu số 6, số 5, số 4. Mình nghe cầu số 7, số 8. Mình đi dạy nghe cầu số 7, số 8. Mà nếu số 7, số 8 thì theo em nghĩ là phải tính từ Quy Nhơn lên đúng không ạ? Hồi xưa là hai bên đây là đồng ruộng không các bạn, bây giờ nhà đây hết rồi. Tức là cái thời mình đi dạy là thời năm khoảng đi dạy trên này, mình đi dạy một năm thôi, từ năm 77 tới 78 thôi ạ. Thì hồi thời đó chỗ đây là ruộng không à. Mỗi lần mà đi dạy thì không nói, mà đi về, mà đi về là buổi chiều tối. Bây giờ đi ngang đây là nó mùa lúa chín là thơm lắm. Chu về nhà không, ruộng bây giờ coi như thu hẹp hết rồi, gần như không ai làm ruộng nữa. Mỗi lần mà đi ngang đây mà cái mùa lúa chín là nó thơm. Bây giờ trên đây gần như nhà cửa người ta xây kín rồi, mà trong đây trên đây cũng có hẻm luôn á, cũng có người ở trong hẻm luôn á. Đây mấy nhà xưa nó nằm thấp nè. À tới cái đoạn đường này các bạn, cái đoạn này là cái đoạn này mình nhớ là hồi xưa là mấy trời mưa là đi khổ nhất rồi, cầu cao các bạn. Hồi xưa ở chỗ đây mà đi ngang đây phải nói là nó sợ ma luôn các bạn, vắng ngay chỗ đây là cầu nó có cây này, nhớ chỗ này nó âm u lắm. Cầu này nhỏ thôi mà người ta hay câu cá cho nên nó có mình câu cá. Đúng rồi. Đây là cầu cao. Theo mình nghĩ là hồi xưa là cái cầu này nó nằm cao so với cái con đường này mà. Chắc mình đoán vậy. Tại giống như đi lên dốc vậy mà. Chù cho cái đoạn đây nè. Cái đoạn Trần Ai các bạn. Cái đoạn đây là cái đoạn Trần Ai mà khi mình đi dạy các bạn. Đi ngang đây phải nói là gần như muốn giấc bộ luôn á. Nó sình lầy ghê lắm. Ớn nhất là cái đoạn đường đây. Bây giờ là người ta làm lại khang trang mà. Rồi mình nghĩ không còn thấy hình ảnh như hồi xưa nữa. Rồi mấy cái nhà đây từ khi con đường này hình thành lên rồi nó quá hạnh phúc. Hồi xưa phải nói là đi không được luôn mà, nó quá sình, nó sình mà nó nổi mà mình đi vô là nó ăn cái bánh xuống đạp không được luôn. Mà hồi đó xe nó chạy nước nôi nó đập động đây. Bây giờ đẹp quá bạn, đường đẹp quá, đường độ giới đây mình nghĩ chắc phải mười mấy mét thôi. Đây cái gì hoa sen rồi. Tôn hoa sen. Đây này, bạn thấy ở đây mà cũng có mấy nhà ra là trong hẻm rồi. Phía sau đây thì đoạn đây thì nó phía ra phía sau dãy nhà đây thấy còn ruộng không ạ? Hình như cái đoạn đây thì còn ruộng phía sau. Cái còn cái đoạn hồi nãy mình đi lên là gần như không có mà. Bên đó người ta thành lập khu dân cư hết rồi. Đây qua hết cái đoạn đường cua đây là hết cái đoạn, đây là cái đoạn nó xình lầy hồi xưa.
đây tới cái cầu này hình như là cầu phải cầu số 7 không đấy. Chắc lẽ đúng là cầu số 7 mà. Cái cầu này là cái hồi xưa là cầu gỗ mà không có thành luôn à. Hồi xưa mình đi dạy á, đi ngang cầu đây phải nói là vừa chiều tối là đi ngang cầu đây sợ lắm. Mà gỗ mà coi như là nó bị mấy cái chỗ nó rơi rớt rồi á. Tôi đi ngang đi sợ sụp bánh xe còn. À, cầu đây được xây mới rồi, giờ thành cũ rồi mà, xét rồi, lan can xét hết rồi. Người ta xây đây cũng phải tính là phải là 20 năm nữa biết rồi. Tại hồi mình đi dạy từ năm 78 lên đây một năm sau mình chơi bóng chơi banh bị gãy chân á, thành ra mình xin về được. Chứ không là phải đi 3 năm các bạn. Đi hồi đó là thanh niên mà đi mới dạy vùng đây là gọi là vùng xa đây. Đi phải 3 năm mới được về thành phố, mình lên một năm cái là đá banh gãy chân cái là xách cái nạn đó mà. Chống cái nạn đi lên ban giáo dục. Nhờ đó rồi mới xin về được, về lại trường cũ à. Về lại trường quốc học cũ à. Hồi đó cấp 2, cấp 3 chung à. Mình dạy cấp 2 mà chung với cấp 3. Đây có nhà thờ sông Cát, một cây số 8, mình không biết cái nhà thờ, chưa biết nhà thờ đây. Ở trong đây khu vực đây mình nhớ hồi xưa là có một cái đoạn là đập tràn thôi mà, mùa mưa là nước nó tràn qua, bây giờ hình như nó bỏ rồi sao. Đâu cái đoạn đây nè, đúng không, đâu cái đoạn đây là đập tràn nè. À, tới cái cầu đó đúng là đập tràn ngay chỗ cái cầu nhỏ nhỏ đây. Trước cái cầu số 8 mà. Giờ cầu số 7 vừa qua, giờ tới cầu số 8 mà. Là mình đi sắp hết cái đường Đào Tấn rồi các bạn. Sắp hết đường Đào Tấn rồi đó. Đây là cầu số 8. Đúng rồi, hồi xưa chỗ đây đập tràn đó mà. Đập tràn chỗ đây bây giờ làm cầu luôn. Đây có đường điện 500 kV chạy ngang mà. Cầu số 8 đó bạn. Đây còn ruộng nè. Chỗ khúc đây còn ruộng nè. Nhưng mà nó thu hẹp lắm rồi. Thu xung quanh nhà cửa xây đầy hết rồi. À chưa tới. Cái cầu đây không có tên mà. Cầu 8 là cầu trên kia. Vậy là cái đoạn đây, hai cầu nhỏ nhỏ đây là cái hồi đập tràn đó đúng không? Hồi giai đoạn là đi ngang đó là nước nó tràn qua mà mùa mưa là đi không được. Nước tràn mạnh là không đi được. Đây là cái nhà quê mà xây dạng như biệt thự phải không? Ở đây nhà cửa ta xây ghê lắm. Đẹp nè. Đất đai nhà quê rộng, xây thoải mái. Đây còn số 8 nữa các bạn, đúng rồi. Đây mình dạy cái vùng dân cư qua cầu. Đi vô cái xóm đây nè. Hồi xưa dạy cái trường ở bên trong, cái trường bây giờ là trường Nhân Bình này sao? Cái Bình 2 thôi. Nhân Bình 1 là dưới Trà Vinh, còn đây là Nhân Bình 2. Ở bên tay phải mình có một cái đường hẻm dài lắm mà, nó chạy ra tới đây Long Định. Bây giờ chắc cũng vẫn đi được á. Đi ra tới đường mới mà. Đây, hẻm này hồi xưa mình dạy ở trong cái trường ở bên trong luôn. Đường này nó ra xuống tới cầu đôi nữa mà, Độc Định. Đây bây giờ đi tới cái đoạn cua đây các bạn. Đoạn cua đây là qua cái đoạn cua đây là đi một đoạn nữa là hết cái đường Đào Tấn rồi. Đoạn cua đây
góc cua này cũng đẹp không ạ. Bên kia bữa nay người ta làm một cái quán cà phê, nhưng mà do cái góc cua này nó có lan can không ạ, cho nên là không biết là người ta không có bỏ cái lan can được. Tại cái lan can này là quy định mà đâu có bỏ được, cho nên là khách đi phải bước qua. Không biết là đây sao người ta cắt cái lan can một chút nào, người ta mở quán bên kia. Bên đây có một cái đường là bên đây có một cái đường là đi vô nghĩa trang Nhân Bình, đi vô khoảng hơn cây số. Đây là người ta cắt bớt một cái khúc này để khách đi vào nè. Bây giờ thành gần như quán nhậu rồi, hồi trước mới mở là quán cà phê. Đây khúc cua đẹp luôn à, để mình đi ngang khúc cua đây mình thấy cái hình ảnh cái chỗ đoạn cua đây đẹp. Mình quay lại cái đoạn cua đó, cái đoạn cua từ sau khi qua cầu số 8 mà chuẩn bị đi lên đây là có tổ đình, tổ đình Sơn Long đó là đúng rồi, tổ đình Sơn Long. Trên kia có cái cổng là hết cái địa phận của Quy Nhơn. Cái chỗ đây người ta bán dừa nhiều lắm, bán dừa đặt trên cái đường khúc đây là bán dừa. Đây đúng là tổ đình Sơn Long. Chút mình cua lại mình ghé vô cái mà đây mình đi lên hết cái đường này. Đây tới cái cổng chào đây là qua ranh giới đây là hết đó mà. Cái đoạn này vừa rồi mình đi ra là giáp giới với Tuy Phước, tức là giáp giới với trường Úc mà. Cho nên là cái nghĩa trang mình nói là nghĩa trang Nhân Bình, hồi xưa người ta cũng gọi nghĩa trang trường Úc á. Cái giáp giới với trường Úc của Tuy Phước. Đây cái cổng chào đây là địa phận đó. Đây nè, và nhìn trên núi này đó, nó có nghĩa trang phía sau cái núi này mà. Còn phía bên đây người ta cũng chôn cất mà, nhưng mà ở trên cao nè. Cái đây là giống như là người ta mở rộng ra, chứ còn nghĩa trang chính là nằm bên kia các bạn, bên kia cái núi nhỏ đây. Đây thấy có cái bảng tổ quốc ghi công nữa mà, không biết đây là cái khu vực gì đây, không thấy cái bảng. Đây là bây giờ người ta có bản nghiêm cấm này, không cho chôn cất nữa mà. Đó, người ta nghiêm cấm. Bây giờ đây mấy cái mộ đây hồi xưa rồi. Đây cái cổng chào mà. Đây là qua Tuy Phước rồi mà. Đây nè, đây là Ủy ban Nhân dân thị trấn Tuy Phước nè. Đây là cái cổng chào này qua Tuy Phước. Bây giờ mình đi ngược lại nữa mà. Bây giờ ngược lại là mình ghé vô cái tổ đình Sơn Long các bạn tham quan luôn. Cái tổ đình này đó chắc lâu rồi mà. Xưa, chùa đó xưa. Đường Đào Tấn. Đây. Mỗi lần đi chơi về đi cò bồi hay đi đâu về ghé đây uống nước dừa ngon. Đường Nguyễn Huệ không phải mà. Cái đường Nguyễn Huệ là cái đường trên Tuy Phước á, còn cái dưới Quy Nhơn đi lên vẫn gọi là Đào Tấn mà, không biết là ranh giới nó nằm cái đoạn nào. Giờ mình đi vô chùa để chọn vô quay một đoạn. Tổ đình Sơn Long không ạ?
mình đi lên cầu thang luôn, mình không vào đằng sau nữa. Lên cầu thang mình quay toàn cảnh lên bên trong luôn. Đây tổ đình Sơn Long. Ở phía sau là đóng cửa me mà cái me không biết me gì đây, cái trái cũng nhiều lắm. Ở đây nó có cái đường đi lên trên cái núi, mà cái núi đó cũng có mộ của chùa đó. Thấy chùa cũng xây một số mộ nằm phía sau cái chùa này mà. Mấy bữa mình có leo lên nè, đây có yến, ai nuôi yến sao mà nghe kêu vậy. Đây có mấy hệ thống cây cảnh nè, tổ đình Sơn Long, hai cầu thang để khách view khách hàng rộng đẹp. Đi vô chỗ này thì có được không? Ra phía sau chùa thôi. Đây mấy cái mộ đây chắc xưa rồi. Đây có tháp, bộ tháp ngày xưa rồi. Chắc mấy mộ của mấy thầy trụ trì có tượng Phật các bạn. Đúng rồi. Đi vô quay coi thấy tượng Phật không? Đi đường nào? Ở đường đây chắc. Hơi ôm tâm mình đi vô đây. Tượng này nằm trong cái vị trí cái cây cối nó phủ hết rồi. Đây cái mộ nhiều lắm, có mấy mộ lớn rồi. Phía sau kia là như bờ tường rồi, hết rồi. Còn phía sau đây nè, đi lên phía sau chùa đây còn một số mộ nữa. Nãy giờ đi chưa gặp ai mà, không biết mấy thầy nghỉ trưa. Nó có mấy cái học như là người ta lưu giữ mấy cốt, mấy người ta gửi sang mà. Hay mình zoom lại rồi. À, mấy như mà chỗ để lưu giữ cốt, cốt người mất. Như vậy là mình đi hết cái đường Đào Tấn các bạn. À, tới cuối đường này là có cái tổ đình Sơn Long. Bây giờ mình đi về, mình kết thúc video đây nha các bạn, mình đi về. Sáng giờ nói chung trời âm u, nó không có mưa lắm. Quay lại ngôi chùa một lần nữa. Đây, tổ đình Sơn Long.